Thưa quý vị và các bạn, có một nghề giáo đặc biệt trong ngôi trường đặc biệt, đó là nghề quản lý giáo dục, cảm hóa, cải tạo phạm nhân, can phạm trong các trại giam, trại tạm giam. Khó có thể nói hết những gian nan vất vả mà đội ngũ quản giáo phải đối mặt để thực hiện nhiệm vụ giáo dục lại những con người từng lầm đường lạc lối. Phóng sự như một lời tri ân đến những người thầy đặc biệt tại trại tạm giam và trại giam quân sự quân khu 5 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Công việc của người cán bộ quản giáo không chỉ là giam giữ phạm nhân mà còn là giáo dục, cảm hóa để họ nhận thức rõ tội lỗi và an tâm tự tử cải tạo để sớm được hưởng chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng Nhà nước, trở về hòa nhập với cộng đồng. Đóng quân tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, nhưng môi trường làm việc của Trung tá Quách Tấn Hải cùng đồng đội lại tách biệt với phố phường đông đúc, tấp nập bằng những bức tường và dãy rào thép gai như thế này. Bởi nghề quản giáo là vậy. Đa phần các phạm nhân, can phạm đang chấp hành án hay đang bị tạm giam, tạm giữ, phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử nơi đây, đều có trình độ chuyên môn cao, từng trải trong cuộc sống. Vì nhiều lý do mà sa ngã vào con đường phạm tội. Với phạm nhân này, vì thiếu trách nhiệm mà dẫn đến vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Thời gian chấp hành án tại trại, anh luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cán bộ, quản giáo. Khi vào đây thì được sự quan tâm của giám thị trại giam, của quản giáo cũng như cán bộ thì tâm trạng rất là cũng là thoải mái, đang phấn đấu chấp hành nghiêm nội quy, quy định của pháp luật cũng như của trại để mong sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước để về sớm về tái hòa nhập với xã hội cũng như gia đình vợ con. Cán bộ với quản giáo đã quan tâm đến chế độ, hàng tháng được thăm gặp một lần, được nhận thư từ báo chí, được đọc báo, được sinh hoạt văn nghệ, được vui chơi thể dục thể thao. Ngoại trừ cái chế độ mà nhà nước quy định thì trại cũng đã bổ sung cho chúng tôi như vậy là được 1.000 đồng một ngày. Hàng tháng thì chúng tôi cũng được tổ chức ăn thêm, cán bộ y tế thăm họ, kiểm tra sức khỏe thăm và cấp phát thuốc. Đối với người phạm tội khi bị kết án tù, họ thường mang tâm lý lo sợ, hoảng loạn. Vì vậy, bên cạnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật, việc trấn an tinh thần cho họ luôn được đội ngũ cán bộ, giám thị trại quan tâm đặt lên hàng đầu. Các anh luôn chủ động tìm hiểu, nắm bắt tâm lý của từng can phạm, phạm nhân, phân loại đối tượng và linh hoạt các biện pháp cảm hóa, phân biệt trong lao động cải tạo phù hợp. Luôn tôn trọng, bảo đảm quyền con người cho phạm nhân và quyền công dân của can phạm. Từng đối tượng thì có cái phương pháp và có cái sự giáo dục cảm hóa riêng. Cụ thể như đối với những có những đối tượng vào đây là có cấp hàm cấp bộ như là trung tá, thượng tá thì chúng tôi thường xuyên gặp gỡ động viên để cho họ an tâm tư tưởng, nhận thức rõ tội lỗi. Từ đó họ tích cực học tập và lao động cải tạo để được hưởng chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, để sớm được trở về với gia đình và hòa nhập với cộng đồng. Trong quá trình mà quản lý canh gác, giam giữ đối với lại người bị tạm giữ giam thì các đồng chí trong trại cũng thực hiện đúng nội quy, quy chế của ngành, của pháp luật, đảm bảo quyền con người của bị can, bị cáo, không có cái hành vi mà tra tấn, không có cái hành vi mà dung dục hình hoặc ép cung, hoặc là xâm phạm đến cái quyền con người của bị can, bị cáo. Lặng thầm với nhiệm vụ, những người thầy đặc biệt của trại tạm giam và trại giam quân sự quân khu 5 đang ngày ngày trao cho những mảnh đời từng lầm lỡ cơ hội hoàn lương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, những cán bộ quản giáo nơi đây phải luôn chủ động linh hoạt, sáng tạo trong các bài giảng để giáo dục, cảm hóa, cải tạo can phạm, phạm nhân. Trong ngôi trường đặc biệt này, đội ngũ cán bộ quản giáo có một giáo án riêng, được soạn bởi chữ tâm và tình người.